Thưa quý vị, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1932, liên hoan phim Venice là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời và danh giá nhất của môn nghệ thuật thứ bảy. Liên hoan phim Venice năm nay không đơn thuần là một liên hoan phim mà còn là nơi ghi nhận những cuộc tranh luận về tự do sáng tạo, sự phát triển của truyền hình và sự trở lại ấn tượng của những ngôi sao lớn. Đây sẽ là nội dung đề cập của chương trình Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, liên hoan phim Venice, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu, đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài các nghệ sĩ trong ngành đình công hồi năm ngoái. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Giải thưởng cao nhất của liên hoan phim Venice lần thứ 81 thuộc về bộ phim The Room Next Door của đạo diễn Pedro Almodovar. Bộ phim ủng hộ quyền được chết hay còn gọi là trợ tử. Trước đó, khi công chiếu tại liên hoan phim, tác phẩm đã nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 17 phút, một trong những tràng vỗ tay dài nhất lịch sử các liên hoan phim. The Room Next Door, tạm dịch căn phòng cạnh bên, kể về câu chuyện của hai phụ nữ, người là tiểu thuyết gia, người là cựu phóng viên chiến trường. Cả hai tìm cách nối lại tình bạn của họ. Hóa ra, một trong hai người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một người yêu cầu người kia ở bên cạnh trong căn phòng kế bên khi bà uống thuốc an tử. Trước đó, tạp chí Time đánh giá tác phẩm, nhắc nhở giá trị của việc được sống. Nếu có thể làm một bộ phim tích cực về cái chết, Almodovar làm được điều đó. Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với toàn bộ đội ngũ của tôi, đặc biệt là Julian Moore và Tilda Swinton, vì tài năng, lòng tin và sự hào phóng của họ dành cho tôi. Hai nữ diễn viên đã tạo nên những điều kỳ diệu. Ở các giải thưởng khác, Brady Corbett giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Brutalist, tạm dịch Kẻ Tàn Bạo. Tác phẩm kể câu chuyện về vợ chồng kiến trúc sư người Hungary, những người sống sót sau nạn diệt chủng của Đức Quốc xã và tìm đến Mỹ để xây dựng cuộc đời mới. Vincent Lindon được xướng tên nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim The Quiet Son, tạm dịch Người Con Trầm Lặng. Tài tử người Pháp vào vai một người cha khắc khẩu với con trai mình do khác biệt trong tư tưởng chính trị. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Nicole Kidman trong phim Baby Girl. Nữ diễn viên được các nhà phê bình đánh giá cao khi vào vai một giám đốc điều hành cấp cao, ngoại tình với thực tập sinh trẻ tuổi. Nổi tiếng tiếng vang của một số phim Việt Nam trước đây tại các liên hoan phim như Bên Trong Vỏ Kén Vàng của Phạm Thiên Ân, Những Đứa Trẻ Trong Xương của Hà Lệ Diễm và gần đây nhất là Cu Ly Không Bao Giờ Khóc của Phạm Ngọc Lân. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Diệu Linh là Mưa Trên Cánh Bướm cũng được hoan nghênh tại Venice. Bộ phim nhận hai giải tại tuần lễ phê bình phim quốc tế là phim hay nhất và phim sáng tạo nhất. Mưa Trên Cánh Bướm là cuộc thử nghiệm về thể loại của Dương Diệu Linh khi kết hợp yếu tố kinh dị và hóm hỉnh. Trong phim, diễn viên Tú Oanh vào vai một người phụ nữ trung niên có chồng ngoại tình. Để chồng quay về tổ ấm, bà nhờ đến sự giúp đỡ của một thầy bùa online. Nhưng bùa phép kia vô tình đánh thức thế lực siêu nhiên trong chính căn nhà của họ. Trang phê bình điện ảnh IndieWire nhận xét, Mưa Trên Cánh Bướm là tác phẩm sống động đầy năng lượng. Đặc biệt, bài báo khen Dương Diệu Linh có khả năng tạo nên những hình ảnh siêu thực rất ấn tượng ngay trong đứa con tinh thần đầu tiên này. Và điều đó đã giúp nữ đạo diễn trở thành nhà làm phim đáng xem giữa thời kỳ phim Việt nổi lên trên trường quốc tế. Trái với liên hoan phim Cannes hay Berlin, những liên hoan phim thường bị chi phối bởi những xung đột chính trị. Liên hoan phim Venice hiếm khi bị biến thành sân khấu cho các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, năm nay, liên hoan phim Venice cũng bị cuốn vào làn sóng chính trị, cụ thể là cuộc xung đột ở Gaza. Ngay ngày đầu tiên của liên hoan phim, hơn 300 nhà làm phim, diễn viên, nhà văn và nhạc sĩ đã ký vào thư ngỏ phản đối việc ban tổ chức đưa hai bộ phim của Israel là Of Dogs and Men và Wild World vào danh sách phim của sự kiện. Họ cho rằng các hãng sản xuất phim Israel đã tiếp tay áp bức người Palestine. Nhóm làm phim đã quay Of Dogs and Men tại một kibbutz bị Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Bộ phim theo chân một thiếu nữ sống sót sau vụ thảm sát và trở về để tìm chú chó mà cô bị mất. Nguyện vọng của tôi là chiến tranh sẽ chấm dứt. Nguyện vọng của những người tẩy chay phim Israel tại liên hoan phim Venice cũng là chấm dứt chiến tranh. Theo nghĩa đó, chúng tôi đều có cùng mục tiêu. Tôi chỉ không đồng ý với cách họ thể hiện mong muốn đó.
Làm sao bạn có thể đánh giá một bộ phim mà thậm chí không xem nó, chỉ dựa trên quốc tịch của chúng tôi chứ? Tôi nghĩ rằng kiểu áp bức quyền tự do như vậy rất đáng buồn và rất đáng thất vọng. Nó hoàn toàn trái ngược với điện ảnh, với những gì tôi tin là điện ảnh và những gì liên quan phim đang hướng tới. Những người ký tên trong thư kêu gọi Liên hoan phim Venice không chiếu những bộ phim mà họ gọi là đồng lõa với vi phạm nhân quyền. Trước lễ khai mạc, một bức thư khác có chữ ký của gần 70 nhà làm phim Palestine, bao gồm các tên tuổi có tiếng trong giới điện ảnh, chỉ trích Hollywood đã phi nhân hóa người Palestine suốt nhiều thập niên, điều mà họ cho là đã góp phần vào cuộc đổ máu hiện nay ở dải Gaza. Cũng diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 81, cuộc thi Reply AI đã trao giải thưởng cho sản phẩm sản xuất bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Reply AI ra đời với mục tiêu mở ra một không gian mới, nơi trí tuệ nhân tạo có thể được các nhà làm phim thử nghiệm như một đồng minh sáng tạo của con người. Nó cũng chứng minh sự hợp lực giữa con người và công nghệ có thể tạo ra những bộ phim mới dễ tiếp cận hơn. Giải thưởng cao nhất của cuộc thi về tay nhà làm phim Giselle Thong với phim ngắn To Dear Me. Bộ phim kể về một người phụ nữ trẻ bị dày dò bởi ký ức về cuộc ly hôn của cha mẹ. Cô cảm thấy lạc lõng và mất lòng tin, cho đến khi nhận ra rằng việc tìm thấy chính mình là chìa khóa để chữa lành và tiến về phía trước. Là con người, chúng ta vẫn cần con người để thể hiện. Thực tế này sẽ không thay đổi. Điều thay đổi là cách chúng ta sản xuất nội dung, cách chúng ta phân phối và cách chúng ta tiếp thu nội dung. Một trong các giám khảo của cuộc thi là nhà làm phim Rob Minkoff, đồng đạo diễn của bộ phim Vua Sư Tử của Disney. Trong khi những người theo tư tưởng truyền thống có thể phản đối ảnh hưởng của AI, Minkoff lại cho biết, về cơ bản, AI là một công cụ mới để các nghệ sĩ sáng tạo. Bạn có thể dùng AI để làm những việc trước đây là không tưởng. Trong suốt chiều dài lịch sử, nghệ sĩ đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Giống như khi máy tính mới xuất hiện, nó chỉ là một cây cọ vẽ khác, là một công cụ được nghệ sĩ sử dụng để sáng tạo nghệ thuật. Ban giám khảo đã xem xét hơn 1.000 phim ngắn được gửi đến từ hơn 59 quốc gia, sau đó chọn ra 12 tác phẩm vào vòng chung kết. Liên hoan phim Venice đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải thưởng hàng năm và thường xuyên đưa ra những ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar. 8 trong số 12 giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar trong những năm gần đây đều được trao cho những bộ phim ra mắt tại Venice. Đến đây thì thời lượng dành cho Nhìn ra Thế giới đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.